Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức về các sao Hàn. Ngày hôm nay có thông tin gì hấp dẫn, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Vừa qua, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc tiếp tục công bố bảng xếp hạng giá trị thương hiệu dành riêng cho các thành viên nhóm nhạc nữ K-pop trong tháng 10 năm 2020. Dưới đây là 10 nữ idol phủ sóng mạnh mẽ nhất hiện nay. Kết quả được tính toán dựa trên việc phân tích các dữ liệu liên quan đến mức độ phủ sóng truyền thông, chỉ số nhận thức cộng đồng và tần suất tham gia các hoạt động của 510 idol nữ từ 17 tháng 9 đến 17 tháng 10. Bảng xếp hạng tháng này chứng kiến màn đổi ngôi giữa hai thành viên Blackpink. Nếu như tháng trước Jisoo xưng vương hậu, thì tháng này Jennie lại là chủ nhân của ngôi vị số 1. Trong khi đó, Oh My Girl tiếp tục là nhóm nhạc xu hướng khi mà có 3 thành viên lọt vào top 10. Nữ idol đình đám Gen 2 là Jiyeon của Tiara cũng thăng hạng ngoạn mục, tiến thẳng vào top 4. Tranh cãi nhất tháng này chính là thứ hạng không khả quan của các thành viên Red Velvet và Twice. Cụ thể, đứng vị trí đầu tiên chính là Jennie Blackpink. Jennie trở lại ngôi vương tháng này với số điểm là 3.919.492, tăng 78,07% so với tháng 9, trong đó phản ứng tích cực chiếm 59,22%. Các từ khóa xếp hạng cao khi mà phân tích từ khóa về Jennie là solo, Netflix và album. Đứng thứ hai là Irene của Oh My Girl. Irene xuất sắc vươn lên vị trí á quân sau nhiều tháng bị đẩy về sau. Em út của Oh My Girl ghi nhận mức tăng ấn tượng là 94,99% với 3.322.064 điểm trong tháng 10 này. Đứng thứ 3 là Jisoo Blackpink. Cô nàng hoán đổi vị trí với Jennie và mang về tổng số điểm là 3.293.081. Thứ 4 là Jiyeon của Tiara. Jiyeon bứt phá ấn tượng tại tháng này khi mà liên tục xuất hiện trên các mặt báo. Từ việc cô nàng trở lại cùng Tiara, xuất hiện cùng với IU và đến tin tức về các vai diễn sắp tới. Đứng thứ 5 là UA của Oh My Girl. UA vẫn giữ được nhiệt hậu comeback và ghi tên mình tại vị trí thứ 5 tháng này. Thứ 6 là Hoa Sa của Mamamoo. Hoa Sa đang là nữ idol hoạt động năng nổ nhất thời điểm hiện tại khi vừa tham gia nhóm nhạc dự án Refund Sister vừa trở lại cùng với Mamamoo. Đứng thứ 7 là cô nàng Rose Blackpink. Thứ 8 là Lisa Blackpink. Và Lisa đã quay trở lại trong top 10 sau một tháng vắng bóng. Chắc chắn thứ hạng của các cô nàng Blackpink sẽ còn giữ vững sau màn comeback lần này. Thứ 9 là Seunghee của Oh My Girl. Giọng ca chính của Oh My Girl tăng 9 hạng và hạ cánh vị trí thứ 9. Và thứ 10 là Bona. Các thành viên của WJSN bất ngờ leo hạng trong tháng này và dẫn đầu là Bona ở vị trí thứ 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Kbiz 24 giờ nhé.